Em xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng các bác đến với kênh Mỹ Nghệ 36 bên em ạ. Và cái tác phẩm mà hôm nay em lên một video cho các bác tham khảo là một di lạc để bàn các bác nhé. Di lạc để bàn được trên chất liệu gỗ ngư nghiến, được tiền tóc rất là tỉ mỉ luôn các bác nhé. Đây là diện phần của mình đây ạ. Rất là hoàn thể, rất là tươi. Có được thêm một tiểu các bác nhé. Đặc biệt là di lạc bên em là liền khối 100% các bác nhé, liền khối ạ. Đây, từ cái bàn tay đúng tỉa rất là tỉ mỉ luôn các bác nhé. Đây, cả những cái móng chân này, móng chân của cụ này, đó, rất là tỉ mỉ luôn ạ. Em quay mặt sau cho các bác nhé, rất là đẹp. Cụ này thì các bác để ở bàn uống nước đẹp lắm các bác nhé. Mình kê ở bàn uống nước hoặc là để ở đôn kệ đều ok hết các bác nha. Rồi em sẽ báo kích thước và giá cho các bác nhé. Cụ chiều với chiều ngang là 46 nhé. Chiều ngang là cụ là 46, chiều cao là 32, chiều sâu là 26 ạ. Và cụ di lạc này em sẽ giao lưu tại nhà là 3.800.000. 3.800.000 chuyển khoản em gái bao ship nhé. Hoặc các bác vui lòng chuyển khoản tổng em mới cho đi đơn được các bác nhé. Đẹp lắm các bác ơi, đẹp cực kỳ luôn. Vân với cả nu kết hợp đẹp lắm các bác ạ. Không thể chê vào đâu được. Để bác nào thiện chí mua hàng thì mình liên hệ với em qua số 0966328128 ạ. Đây các bác nhìn đó, cái diện mặt cực kỳ là đẹp luôn nhé các bác nhé. Bác mua hàng bên em mình cứ thử giao lưu một lần đi ạ. Mình cảm thấy mà ok đẹp thì mình lại giao lưu tiếp với em nhé cả nhà nhé. Các bác vào xem video đừng quên ghé qua xem video, like và bác nào chưa đăng ký kênh bên em mình nhớ ủng hộ em bằng nút đăng ký kênh bác nhé. Đẹp lắm các bác ạ. Gỗ nung đến thì màu sáng bày trong cái không gian phòng khách của các bác á thì nó rất là nổi bật ạ. Rồi ok các bác nhé.